Bóng đá hiện đại ngày nay, tuyến giữa luôn được coi là mấu chốt của mọi đội bóng và có thể quyết định luôn số phận của đội bóng ấy trong một trận đấu. Với những ông lớn tại Premier League, ngoài việc bổ sung hàng công lẫn gia cố hàng phòng ngự, họ cũng hướng đến việc tối ưu hóa sự chắc chắn ở hàng tiền vệ để đảm bảo sự an toàn cho tuyến dưới. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có quá nhiều những biến động diễn ra đối với tuyến giữa của các đại gia xứ sở sương mù. Vậy tuyến tiền vệ của đội bóng nào được đánh giá cao nhất trước thêm mùa giải mới? Cùng mình tìm hiểu hôm nay nhé! Ở mùa giải vừa qua, Arsenal tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng và là đối thủ đáng gờm của Man City trong cuộc đua vô địch. Nhìn vào lối chơi của pháo thủ ở mùa giải trước, rõ ràng tuyến giữa của họ đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Dù vẫn chưa có sự bổ sung nào kỳ chuyển nhượng hè 2024 lần này, nhưng những cái tên ở hàng tiền vệ của Arsenal ở mùa giải tới vẫn rất đáng gờm và hứa hẹn sẽ tiếp tục làm mưa làm gió tại xứ sở sương mù. Arsenal vừa công bố tân binh người Italia Calafiori. Hậu vệ của Bologna được kỳ vọng có thể giúp pháo thủ giải bài toán về hành lang cánh trái. Nhưng chỉ với Calafiori, liệu Arsenal đã đủ mạnh để vô địch? Câu trả lời sẽ là không, vì họ còn nhiều lỗ hổng trong đội hình cần phải vá. Đầu tiên là ở vị trí tiền vệ, trước khi công bố tân binh Calafiori, Arsenal đã lần lượt chia tay Emi Smith-Rowe, Sambi Lokonga, Nuno Tavares, Enini, Cedric Suarez và sắp tới có thể cả Nketiah, Reece Nelson. Trong các cầu thủ kể trên, có đến 3 tiền vệ. Sự hao hụt nhân sự ở khu vực giữa sân khiến đội hình Arsenal mỏng hơn, bởi những Odegaard hay Declan Rice cũng có lúc cần nghỉ ngơi. Jorginho đã luống tuổi và không còn đảm bảo thể lực xuyên suốt. Còn Thomas Partey thì lại vô cùng nhạy cảm với chấn thương. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của Arsenal sẽ là nâng cấp mạnh mẽ hàng tiền vệ của mình. Pháo thủ đang nhắm đến nhà vô địch Euro 2024 Mikel Merino, cầu thủ chỉ có 1 năm hợp đồng với Real Sociedad nên có giá rất phải chăng. Nếu sở hữu Merino, hàng tiền vệ của Arsenal sẽ mạnh lên, bởi ngoài kinh nghiệm thì anh còn được đánh giá cao về kỹ năng chuyền bóng, dứt điểm và cross pressing rất tốt. Merino là mẫu tiền vệ mà Arteta muốn tạo ra cho phòng thí nghiệm nếu có cơ hội. Anh chống áp lực tốt, sáng tạo, chiến đấu mạnh mẽ và trên hết là một cỗ máy giành chiến thắng trong các pha tranh chấp. Cần biết, Merino thắng nhiều pha tranh chấp trên không hơn bất kỳ tiền vệ nào khác tại năm giải hàng đầu châu Âu mùa trước. Giống như Rice, người mà Arsenal đã chi khoảng 105 triệu bảng mùa hè năm ngoái, Merino là một tiền vệ hoàn hảo. Anh có thể dâng cao như một số 8 và dẫn dắt lối chơi pressing như đội trưởng Matteo Odegaard thường làm, nhưng anh cũng có thể lùi sâu như một số 6 khi cần thiết, dù là chơi cặp hay đơn độc. Bên cạnh Merino, Arsenal còn nhắm đến Fabian Ruiz, người đã chơi rất hay trong mùa áo Tây Ban Nha ở Euro 2024. Lợi thế cho Arsenal trong thương vụ này là Ruiz không chiếm được suất đá chính ở PSG và đội bóng này cũng muốn bán hoặc cho mượn Ruiz để giải phóng quỹ lương nhằm đón những tân binh khác. Nếu có được bộ đôi người Tây Ban Nha, hàng tiền vệ của Arsenal mùa tới sẽ rất đáng xem. Manchester United bao nhiêu năm qua vẫn vậy, luôn được kỳ vọng trước mỗi mùa giải, nhưng thực tế số lần mà họ đáp ứng được kỳ vọng đó là không nhiều. Ở mùa giải năm nay, khi Erik ten Hag đang rất quyết tâm thay đổi đội bóng này sau hai mùa giải đầu tiên, chắc chắn ông sẽ có những sự thay đổi mới để giúp Man United chơi tốt hơn. Một trong số đó có thể kể tới hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ. Chưa biết thương vụ Ugarte có thành công hay không, nhưng với những con người hiện tại cũng sẽ là điều mà ten Hag phải đưa ra tính toán phù hợp. Mùa giải tới đây sẽ là giải đấu ở Manchester United, được dự báo sẽ có nhiều sự thay đổi, nhất là khi đội bóng của Erik ten Hag đã có những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng và cả những khát khao chứng tỏ bản thân mình trước sự kỳ vọng to lớn của khán giả. Và chắc chắn rồi, vị trí hàng tiền vệ đang là điều rất được quan tâm. Ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, nhiều khả năng ở mùa giải tới đây, Kobbie Mainoo sẽ trở thành trụ cột sau những gì đã thể hiện ở mùa giải trước, cũng như là tại Euro vừa qua cùng Tam Sư. Một điểm nữa là Mainoo còn khá trẻ, nên chắc chắn vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Trong khi đó, những cái tên như Casemiro và McTominay vẫn sẽ là chốt chặn ở hàng tiền vệ. Vấn đề đó chính là một người thì đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tuổi tác, người còn lại thì chơi không hề ổn định trong xuyên suốt mùa giải. Người đang chú ý thường chơi ở vị trí trung tâm là Eriksen đã được đồn đoán là sẽ ra đi cũng như tuổi tác đã khiến anh không còn giữ được phong độ ổn định. Do đó, phương án đưa Ugarte về sân Old Trafford là điều đang được mong đợi, nhưng khó khăn ở chỗ PSG đang không đồng ý với Quỷ Đỏ về mức giá. Ở vị trí hậu công, Bruno Fernandes nhiều khả năng vẫn sẽ là ngôi sao hàng đầu khi anh sẽ đóng vai trò như một người chỉ huy và phát động tấn công hiệu quả lên phía trên. Bên cạnh Bruno thì Mason Mount sau một mùa giải ra mắt Quỷ Đỏ được cho là đáng thất vọng, thì đây là lúc để cựu cầu thủ Chelsea thể hiện bản thân khi anh được đánh giá là có sự bền bỉ cần thiết cùng tư duy và nhãn quan sâu sắc để giúp hàng tiền vệ của Manchester trở nên linh hoạt hơn. Manchester City tại kỳ chuyển nhượng hè năm nay đang tỏ ra tương đối kín tiếng. Đến thời điểm hiện tại là cuối tháng 7, bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất cập bến Etihad cho tới lúc này là tiền đạo 20 tuổi Savio. Dù không mua sắm rầm rộ thế nhưng vẫn phải khẳng định huấn luyện viên Pep Guardiola đang có trong tay dàn nhân sự rất đáng gờm, đủ sức để cạnh tranh mọi danh hiệu có thể trong mùa giải mới, nhất là hàng tiền vệ. Sau những tin đồn liên tục về việc rời Man City để chuyển đến Ả Rập chơi bóng,
Cách đây không lâu, tiền vệ Kevin De Bruyne đã chính thức lên tiếng ngầm khẳng định khả năng cao là anh sẽ ở lại trong mùa giải tới. Dù không còn đạt phong độ đỉnh cao như trước thời điểm chấn thương, nhưng phải khẳng định tiền vệ mang áo số 17 vẫn là ngòi nổ đáng gờm nếu xét về khả năng tạo cơ hội. Và nếu The Citizen có thể đem về Dani Olmo, chắc chắn trách nhiệm ở vị trí số 10 chơi sau lưng tiền đạo sẽ không còn là vấn đề với nhà đương kim vô địch EPL. Chưa kể đến là sự nổi lên của James McCarthy mùa hè này khi ngôi sao 21 tuổi đang thể hiện rất tốt trên những loạt trận giao hữu gần đây của Man City. Đối với vị trí tiền vệ trung tâm, có lẽ các cổ động viên của nửa xanh thạch Manchester không cần phải lo lắng khi họ đang có trong tay cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024, Rodri. Không cần phải nói quá nhiều về tầm quan trọng của ngôi sao người Tây Ban Nha trong hệ thống của Pep khi cầu thủ 28 tuổi đã ra sân 50 trận cho The Citizen mùa trước. Chơi bên cạnh Rodri có thể là Kovacic hoặc John Stone mỗi khi Pep cần một phương án khác. Ở hai cánh, với việc Savio cập bến, sẽ có rất nhiều lựa chọn chất lượng cũng như gia tăng tính cạnh tranh cho một vị trí chính thức. Với Foden, Savio bên cánh phải và Jack Grealish, Jeremy Doku bên cánh trái, các cầu thủ Việt sẽ không cần phải nghĩ về chất lượng hàng công của đội nhà. Dù không thể hiện tốt ở Euro năm nay trong màu áo của tuyển Anh, nhưng Foden đã có mùa giải hay nhất sự nghiệp trong màu áo của Man City khi góp công lớn cho chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ tư liên tiếp của đội bóng. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola có thể sẽ linh động để lựa chọn giữa khả năng giữ bóng ở 1/3 cuối sân của Jack hoặc tốc độ của Doku. Mùa giải năm ngoái không phải là mùa giải thành công đối với Chelsea khi The Blue chỉ xếp thứ 6 khi vòng cuối của Ngoại hạng Anh hạ màn. Trong suốt chặng đường tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024, cầu Palmer là cái tên để lại ấn tượng nhiều nhất. Nếu không có ngôi sao người Anh, chắc chắn Chelsea sẽ còn có thành tích tệ hại hơn khi mùa giải khép lại. Mùa hè này với sự xuất hiện của huấn luyện viên và các bản hợp đồng mới, The Blue được kỳ vọng sẽ hồi sinh với nòng cốt là các ngôi sao tuyến tiền vệ. Huấn luyện viên Enzo Maresca đang thúc giục Chelsea chiêu mộ tiền vệ Andreas Pereira từ Fulham. Cựu tiền vệ của Manchester United đã gây ấn tượng mạnh mẽ kể từ khi chuyển đến Karen Cottage và là nhân tố chủ chốt cho huấn luyện viên Marco Silva khi chơi cực kỳ ấn tượng mùa giải trước. Muốn chiêu mộ Pereira, trước tiên The Blue sẽ cần phải chia tay Conor Gallagher. Nếu thành công, tiền vệ người Brazil sẽ là tân binh thứ 8 gia nhập Stamford Bridge vào hè này khi Todd Bowley tiếp tục đầu tư mạnh tay. Với trường hợp của Gallagher, cả Tottenham và Aston Villa đều từng muốn có được sự phục vụ của tiền vệ này. Tuy nhiên, đội chủ sân Villa Park đang chuẩn bị ký hợp đồng với Amadou Onana từ Everton với giá 50 triệu bảng vì tin rằng họ không thể thuyết phục Gallagher rời Chelsea. Chelsea đã bán Ian Madsen và Lewis Hall để kịp thời tuân thủ luật công bằng tài chính của Premier League. Trong khi đó, khoản tiền từ việc bán Gallagher có thể giúp Chelsea tăng cường sức mạnh ở vị trí khác. Tiền vệ chơi ấn tượng nhất của Chelsea mùa giải trước chắc chắn phải là Cole Palmer. Ngôi sao người Anh trong mùa giải đầu tiên khoác áo The Blues đã trở thành trụ cột không thể thay thế với 22 bàn thắng và 11 đường kiến tạo. Thế nên chắc chắn cầu thủ 22 tuổi vẫn sẽ là điểm tựa cho hàng công Chelsea mùa giải tới. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, hai sự lựa chọn tốt nhất lúc này mà The Blues đang có là Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Dù Chelsea thường nhận những kết quả không tốt mỗi khi bộ đôi này chơi với nhau, thế nhưng nếu huấn luyện viên Maresca có thể giải quyết vấn đề này, Chelsea sẽ có cặp tiền vệ trung tâm đáng sợ bậc nhất mùa giải tới. Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua sự kỳ vọng nơi từ giữa dành cho những bản hợp đồng mà đội chủ sân Stamford Bridge mới mang về hè này như Desbury Hall hay Renato Vega. Mùa giải năm ngoái, Liverpool đã tạo ra cuộc đua tam mã đến chức vô địch. Đáng tiếc, họ đã hụt hơi ở những giai đoạn cuối cùng. Tuyến tiền vệ của họ vẫn thể hiện rất ấn tượng, nhưng những sự vô duyên trên hàng công đã khiến cho đội chủ sân Anfield phải trả giá. Ở mùa giải tới dưới triều đại của Arne Slot, những cái tên hiện tại chơi vị trí giữa sân vẫn được đánh giá rất cao và sẽ mở ra một kết quả tích cực cho The Kop nếu như họ đạt được điểm giữa phong độ ổn định. Mùa giải tới sẽ là mùa giải đầu tiên của Liverpool dưới triều đại của huấn luyện viên Arne Slot. Tuyến tiền vệ của The Kop được coi là mạnh nhất của đội bóng với những cái tên như Guattaruendo, McAllister, Szoboszlai hay Gravenberch. Nhà vô địch thế giới McAllister luôn luôn được đánh giá cao với lối chơi cẩn mẫn, hiệu quả của mình suốt thời gian vừa qua. Anh sẽ là nhân tố không thể thiếu nơi giữa sân của Liverpool ở mùa giải tới, giống như vai trò đang đảm nhận tại đội tuyển Argentina. Với lối chơi mà Arne Slot sẽ áp dụng cho Liverpool, McAllister thực sự là linh hồn của đội bóng và sẽ là chìa khóa để mở ra một kết quả tích cực cho The Kop ở mỗi trận đấu. Ngoài ra, không thể không nhắc đến cái tên Dominic Szoboszlai. Đội trưởng đội tuyển Hungary dù cho không thể hiện quá ấn tượng trong nửa cuối mùa giải trước, nhưng vẫn là nhân tố quan trọng của đội chủ sân Anfield ở mùa giải tới. Không thể phủ nhận những gì mà tiền vệ 23 tuổi đã thể hiện cho Liverpool. Và nếu có thể lấy lại phong độ ở mùa giải tới, The Kop sẽ thực sự đáng sợ với sự góp mặt của Szoboszlai, cùng với đó là McAllister nơi hàng tiền vệ. Guattaruendo cũng là một cái tên khiến các đối thủ khác phải dè chừng. Anh đã có sự khởi đầu như mơ trong mùa giải đầu tiên tại Anfield. Chúng ta vẫn còn nhớ Jurgen Klopp đã tiếc nuối như thế nào khi anh trở về phục vụ đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2024. Đủ để thấy sự quan trọng của Endo với Liverpool là như thế nào. Liverpool vẫn chưa có sự bổ sung đáng chú ý nào nơi hàng tiền vệ ở kỳ chủ nhượng hè lần này, nhưng Arne Slot vẫn hoàn toàn có thể yên tâm với những cái tên hiện tại cho đội hình để chinh chiến ở mùa giải tới đây.
Tottenham đã có mùa giải đầu tiên không hề tồi dưới triều đại của huấn luyện viên Postecoglou. Những gì mà chiến lược gia 53 tuổi hướng đến gà trống luôn là sự chắc chắn nơi tuyến dưới của đội bóng. Chính vì vậy, những cái tên tưởng chừng như đã thất sủng lại tỏa sáng rực rỡ tại Tottenham Stadium ở mùa giải vừa qua. Rõ ràng vẫn không thể xem thường Spurs mùa giải tới nếu như những cái tên nơi hàng tiền vệ có được phong độ cao trong mùa giải 2024-2025 tới đây. Mùa trước, chứng kiến hàng loạt đối thủ tăng cường sức mạnh hàng công, Tottenham không đua theo xu thế đó, họ chọn cách ngược lại. Quan điểm xây dựng đội bóng của Postecoglou rất rõ. Ông ưu tiên sức mạnh hàng phòng ngự bởi nếu làm tốt được khoản này, sức bật từ tuyến dưới sẽ tốt hơn và hàng công đương nhiên sẽ được hưởng lợi. Minh chứng cho triết lý đó là cặp tiền vệ trung tâm giàu sức chiến đấu, Papessa và Yves Bissouma. Khi xác định đội bóng không có một nhạc trưởng ở tuyến giữa, Postecoglou dùng cặp Sa Bissouma để thắng đối thủ trong các pha tranh chấp tay đôi. Từ đó, khi đoạt được bóng, Spurs sẽ có sức bật trong các pha phản công nhanh chứ không cần người chia bài để kiểm soát chủ động. Với sự hiệu quả mà bộ đôi này mang lại, không lạ khi Sa cùng Bissouma sẽ tiếp tục là hai quân bài yêu thích của huấn luyện viên Postecoglou ở mùa giải tới. Ở phía trên, gà trống có một mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm, James Maddison. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Tottenham từ Leicester với giá 40 triệu bảng, Maddison đã chứng tỏ anh là bản hợp đồng đáng từng xu từng hào cho Spurs. Được huấn luyện viên trưởng Ange Postecoglou bố trí vai trò số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1, tiền vệ 26 tuổi như cá gặp nước. Maddison trở thành sợi dây liên kết tuyệt vời giữa hàng tiền vệ và hàng công, dù Tottenham luôn chuyển bóng cực kỳ mượt mà. Với sự hiện diện của Maddison, Tottenham bỗng chốc lột xác thành một tập thể hoàn toàn khác. Tottenham dưới sự chỉ huy của bộ não Maddison luôn có những phương án tấn công đa dạng, đột biến và sắc nét. Sự bình tĩnh cùng đôi chân nhanh thoăn thoắt của Maddison chính là điểm nhấn khi tiền vệ người Anh luôn biết cách gây khó dễ cho hàng thủ của mọi đội bóng tại EPL. Ngoài ra, những cái tên trẻ của Spurs cũng đang có những màn thể hiện ấn tượng ở các trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới. Có thể kể đến Jamie Donnelly. Donnelly là thủ quân của đội U21 Tottenham mùa giải trước. Anh góp công vào 5 bàn thắng trên hành trình vô địch Premier League 2 và đã chơi ấn tượng trước Hearts, đội bóng đang thi đấu tại Scotland Premier League. Tottenham đã chi khoảng 40 triệu bảng để sở hữu Archie Gray và Lucas Bevo. Trong trận đấu với Hearts, Postecoglou đã ca ngợi về nguồn năng lượng tích cực được bộ đồ này mang lại. Trong khi đó, sự thất vọng đôi chút thuộc về Alejo Velis và Dani Scarlett khi những nhân tố này chưa đáp ứng được kỳ vọng. Đó là tất cả những gì về sức mạnh của tuyến tiền vệ đến từ các ông lớn Premier League. Kỳ chuyển nhượng hè vẫn còn rất nhiều thời gian để các đội bóng kịp có sự bổ sung về mặt nhân sự. Lực lượng nơi giữa sân của các đội bóng trong Big Six hứa hẹn sẽ có nhiều sự thay đổi trong vòng một tháng tới đây và người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi vào một mùa giải bùng nổ. Còn bạn đánh giá tuyến tiền vệ của câu lạc bộ nào mạnh nhất tại Premier League ở mùa giải tới? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.